Khi người thân hoặc bạn bè chúng ta trải qua những khoảng thời gian khó khăn, ai cũng muốn có thể giúp đỡ và phần nào đó giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống hàng ngày của họ. Các hoạt động như cà phê lê la vỉa hè, vừa đi ăn vừa buôn chuyện, hay gọi điện thoại tâm sự với nhau, tất cả cũng chỉ chung quy về một việc chia sẻ và lắng nghe cùng họ. Có lẽ chính bạn cũng đã từng trải qua cảm giác là người nhận được sự lắng nghe từ người khác. Thế nhưng, hẳn bạn cũng nhận ra, không phải cuộc nói chuyện nào cũng khiến ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Thậm chí, có những lần gặp gỡ còn khiến bạn mang cục tức lớn hơn đi về nhà, trong lòng chợt cảm thấy trống trải, chẳng được ai thấu hiểu. Đó cũng là lúc bạn chợt nghĩ, hình như người kia chỉ nghe, nhưng lại chẳng chịu lắng nghe. Là vậy đó, sự thật là, kể cả khi chúng ta nghĩ rằng mình có thể lắng nghe người khác, ta có chắc rằng mình đang lắng nghe theo cách mà đối phương cần không? Vậy làm thế nào để lắng nghe một cách thực sự? Ít ai từng để ý rằng lắng nghe cũng là cả một kỹ thuật và cũng là một nghệ thuật có tính chữa lành. Bởi vậy nên, với mong muốn giúp đỡ mọi người và nâng niu, quan tâm sức khỏe tinh thần của những người mình thương tốt hơn thông qua hoạt động lắng nghe và chia sẻ, tác giả Hương Lê, founder của dự án tâm lý giáo dục Inside Out đã cho ra bài viết Bạn có thực sự biết cách lắng nghe? Bài viết này nằm trong chuỗi bài thuộc chủ đề tâm lý được thực hiện bởi Inside Out với đội ngũ biên tập gồm tiến sĩ Hương Lê và Kera Ngô, chủ bút mảng tâm lý nhà nhện. Stay tuned và đăng ký kênh của Spyroom để nhận được thông báo với các trạm dừng tâm lý tiếp theo nhé. Và không vòng vo nữa, điều đầu tiên bạn cần lưu ý khi lắng nghe người khác đó là ngành kinh tế, khối ngành vận hành thế giới. Cuốn sách hướng nghiệp đầu tiên về ngành kinh tế đã ra mắt tập 2. Vậy người trong một nghề ngành kinh tế có gì tập 2 thì có gì nhỉ? Cập nhật nhu cầu việc làm, mức lương trung bình của từng vị trí trong ngành năm 2022. Mở rộng bức tranh nghề nghiệp trong ngành kinh tế chứ không dừng lại ở những ngành nghề truyền thống. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách nhà nhẹ nhé. Lắng nghe trong một tư thái thoải mái, không đánh giá. Việc luôn luôn thoải mái lắng nghe, không có bất kỳ đánh giá nào hiện ra trong đầu là một việc không hề đơn giản. Chúng ta tự động đưa ra những nhận định, đánh giá về người khác dựa trên lời nói, hành động, cử chỉ và ngoại hình của họ. Những nhận định này có thể in dấu trong đầu bạn từ rất lâu rồi, thông qua những bài học bạn góp nhặt từ khi còn bé. Ví dụ như, mặc dù hiện nay, nhiều người đã thay đổi quan niệm về người đồng tính sau khi đã tiếp cận được với rất nhiều thông tin rằng đồng tính không phải là bệnh và cũng không nên chê bai, đánh giá những người đồng tính. Tuy nhiên, khi mới gặp một ai đó có vẻ như là người đồng tính, người đó khó có thể ngăn những suy nghĩ tự động hiện ra. Dạng như, ôi, trông gay thế, chắc là phải thế này, thế kia lắm. Điều này không hẳn đúng hay sai, tuy nhiên, nó chắc chắn có thể gây ảnh hưởng tới sự giúp đỡ của bạn đối với người khác. Đặc biệt, nếu người đối diện có thể cảm nhận được rằng bạn đang đánh giá họ, họ sẽ dè chừng và trốn tránh việc chia sẻ với bạn. Vì vậy, hãy tạo cho người đối diện một cảm giác an toàn bằng cách nhận diện những suy nghĩ này của mình và đặt chúng sang một bên trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện và cho họ biết rằng bạn đang ở đó vì họ và những cảm xúc của họ. Tránh đưa ra ý kiến riêng và lời khuyên. Điều thứ hai khi lắng nghe là bạn cần lưu ý tránh đưa ra ý kiến cá nhân và những lời khuyên khi họ chỉ hỏi ý bạn. Chúng ta đều có những ý kiến và quan điểm riêng đối với những câu chuyện khác nhau. Tuy nhiên, cũng như nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống, chúng ta thường có những cách giải quyết riêng đối với các vấn đề của mình. Vì vậy, khi người khác tìm tới chúng ta để chia sẻ, ta thường muốn tìm kiếm một không gian an toàn để có thể chia sẻ và trút bỏ những lo âu, khúc mắc trong lòng thay vì tìm kiếm lời khuyên và ý kiến riêng của người khác. Việc vô tình nhận được những lời khuyên không phù hợp khiến ta lại phải giải thích vì sao chúng không phù hợp đối với bản thân mình, nhiều lúc khiến ta không còn muốn chia sẻ vấn đề của mình nữa. Nếu bạn thực sự nghĩ rằng mình có những lời khuyên hữu ích đối với họ, bạn có thể hỏi đối phương trước xem họ có muốn nghe ý kiến, lời khuyên của bạn hay không. Ví dụ, bạn có thể hỏi đối phương: bạn có muốn nghe ý kiến của mình không? Hay bạn có thực sự muốn biết tôi sẽ làm gì nếu tôi là bạn không? Điều này tưởng nhỏ nhặt, nhưng chắc chắn rằng đối phương sẽ trân trọng bạn hơn nhiều đó. Tập trung vào việc lắng nghe thay vì trò chuyện. Khi nghe người khác chia sẻ câu chuyện của họ, chúng ta thường có xu hướng đặt ra những câu hỏi trong đầu hoặc suy nghĩ xem mình nên nói gì khi họ kết thúc. Tuy nhiên, những suy nghĩ này sẽ làm bạn sao lãng và không tập trung lắng nghe. Vì vậy, nếu thấy rằng tâm trí bạn đang nhảy số quá nhiều khi lắng nghe, hãy tạm gác lại những suy nghĩ đó để có thể thực sự hiểu được những gì người đối diện đang chia sẻ. Họ sẽ trân trọng điều này hơn rất nhiều so với việc có một người liên tục đặt ra những bình luận và câu hỏi ngay sau khi họ kết lời.
Đôi khi, phản hồi của bạn thậm chí còn chẳng liên quan gì tới nội dung người kia vừa chia sẻ, vì bạn đã bỏ qua quá nhiều thông tin, mãi chạy theo các suy nghĩ trong đầu mình, thay vì lắng nghe đối phương. Tuyệt đối không ngắt lời. Đôi lúc, việc im lặng lắng nghe người đối diện có thể rất khó, đặc biệt khi bạn có những suy nghĩ khác hoặc không đồng tình với những hành động hay suy nghĩ đang được chia sẻ. Tuy nhiên, việc ngắt lời người đối diện có thể khiến họ cảm thấy bối rối, không được tôn trọng và từ đó dè chừng bạn hơn. Vì vậy, dù bạn có muốn nói gì, hãy chờ tới lượt mình rồi bình tĩnh đưa ra ý kiến và những chia sẻ của mình nhé. Dành cho họ 100% sự chú ý của bạn. Nếu đối phương đã sẵn sàng mở lòng chia sẻ với bạn, hãy dành cho họ 100% sự chú ý và tập trung của bạn. Đừng để mình bị phân tán bởi những việc xung quanh, chẳng hạn như sử dụng điện thoại, vô tình cuốn vào những cuộc nói chuyện bên cạnh, hay chính những suy nghĩ bất chợt của bản thân bạn, vân vân. Nếu như bạn thực sự cần sử dụng điện thoại, hãy nhìn ra chỗ khác. Hãy nhẹ nhàng thông báo xin phép người đang nói rằng bạn đang có việc cần phải giải quyết và sẽ trở lại với câu chuyện của họ sớm thôi. Có thể họ tìm đến bạn vì đã bị bỏ mặc ở quá nhiều nơi. Liệu bạn có đủ không gian tâm trí để toàn tâm toàn ý dung chứa họ? Cho họ thấy rằng bạn đang nghe và hiểu đúng ý họ. Hãy cho người đối diện biết rằng bạn đang lắng nghe bằng việc đưa ra những cử chỉ, hành động thể hiện điều đó. Ví dụ, bạn có thể gật đầu trong cuộc trò chuyện để cho thấy rằng bạn đang lắng nghe, hay nhắc lại những gì họ nói để đảm bảo rằng bạn đang hiểu đúng ý họ. Điều này sẽ cho đối phương thấy rằng bạn vẫn ở đó và đang tiếp tục quan tâm tới những gì họ nói. Ngoài ra, bạn cũng có thể đưa ra những nhận định giúp họ thấy bạn hiểu được phần nào đó trải nghiệm của họ. Ví dụ như, điều này chắc hẳn rất khó khăn với bạn. Tôi rất thương bạn vì bạn đã phải một mình trải qua những chuyện kinh khủng như thế, vân vân. Chú ý tới những cử chỉ, thái độ không lời. Đôi khi, những hành động không lời cũng quan trọng không kém những gì được nói ra. Hãy quan sát thái độ, hành động, cử chỉ của người đối diện để đảm bảo rằng bạn đang tạo ra cho họ một cảm giác an toàn và cởi mở nhất. Ví dụ, nếu họ trốn tránh không nhìn bạn, hay có những hành động cho thấy họ đang lo âu hay bối rối, có thể họ vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy thoải mái hoặc chưa thể nói hết những gì họ muốn nói. Đôi khi, chính họ cũng không nhận ra rằng bản thân họ đang có những hành động này. Trong lúc này, bạn có thể trấn an họ, nhấn mạnh với họ rằng bạn đang ở bên cạnh họ, tôn trọng những cảm xúc, ý kiến của họ. Cho dù câu chuyện của họ có kỳ cục hay vô lý tới đâu, bạn vẫn ở đây để theo sát mọi tình tiết. Ngoài ra, bạn có thể nói với họ rằng kể cả khi họ chưa sẵn sàng bây giờ, bạn vẫn luôn ở đó sẵn sàng lắng nghe khi họ cần. Cuối cùng, mong bạn hãy nhớ rằng để có thể lắng nghe một cách chân thành, chúng mình sẽ cần rất nhiều thời gian để rèn luyện. Vì vậy, những gợi ý trên chỉ là điểm bắt đầu cho việc phát triển kỹ năng lắng nghe của bạn mà thôi. Hãy bắt đầu từng bước ngay hôm nay và chúc bạn sẽ sớm trở thành một đồng minh thực thụ của những người yêu thương xung quanh nhé. Các bạn thấy những gợi ý trên như thế nào? Đừng quên ghé qua website Insight Out để khám phá những bài viết tương tự nha. Link bài mình sẽ để trong phần mô tả và bình luận ở phía dưới video. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn vì đã xem video lần này và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.